Vì sao chim Quảng Nam ba mùa mới chơi vậy bác? Vâng, câu hỏi này rất hay và hôm nay em sẽ hỗ trợ bác Phạm Tấn Hải với câu hỏi này. Và hiện tại thì trên các cộng đồng mạng cũng như là một số ông là hay buôn bán chim lừa đảo, tức là bán chim sông Côn rồi bán chim Đông Giang rồi tùm luôn Quảng Nam hết. Em có thể được bác. Đấy, rồi chim nào là cứ sông Côn K9 rồi sông Côn K8. Và hiện tại làm sao mà những con chim Quảng Nam nó lâu chơi hơn? Nó lâu chơi hơn. Và đây là tập tính của vùng miền. Em đó nó khẳng định bác, đây là tập tính của vùng miền. À, tại vì tại sao mà những con chim ngoài Bắc thì nó nhanh chơi hơn? Thì nó cũng phải có nguyên nhân, phải không ạ? Cái gì nó phải có nguyên nhân, nguyên cơ của nó. Tại vì thế này, thứ nhất là con chim ở ngoài Bắc mình là một dùng vùng chim là thông thường có thể hình lớn hơn. Ok chưa? Thứ hai là cái khoảng cách địa lý, cái khoảng cách đấy giữa một cái rừng già và dân cư nó gần hơn, nó sẽ gần hơn. Đó. Thứ hai nữa là cái tập tính của con chim ngoài Bắc ấy là có vẻ nó nhanh thuần hơn. Theo tập tính nó nhanh thuần hơn thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà riêng vùng chim Quảng Nam, thứ nhất là địa lý hiểm trở. Địa điểm trở. Cho nên tại sao các bác thấy con chim Quảng Nam ấy là giọng nó rất là rảnh roi và nó vang. Rất rảnh roi nó vang. Cho nên các anh em, một số anh em hay chơi thích chơi giọng Quảng Nam đó là vì như vậy. Nó rất rảnh roi và nó vang. Thứ hai nữa là khoảng cách địa lý giữa vùng cái rừng già và khu dân cư của Quảng Nam nó rất là xa. Nó rất là xa. Đấy chứ không phải là gần. Đâm ra con chim á, đặc biệt là già rừng của Quảng Nam và cơ địa nó bé và nó rất là dãy. Và khi dãy á, là con chim nó sẽ tung lồng và có chỉ nó bị chảy mỏ. Đó. Thì trong cái vùng chim dãy á, nó nhát như vậy và nó lâu có lửa hơn. Nó lâu có hơn, đâm ra nó thời gian chơi nó lâu hơn. Đấy là những cái nguyên căn của tập tính của vùng chim Quảng Nam. Đấy các bác nhá. Thứ hai nữa các bác phân biệt này, một số ông bán chim lừa đảo cứ nghe giọng dài là bảo Quảng Nam. Xin thưa các bác, hiện tại bây giờ chim Trung Quốc rất nhiều, chim Campuchia rất nhiều và chim già rất nhiều. Và hiện tại một số ông bây giờ đang đưa chim của Campuchia đưa về Việt Nam để bán. Mục đích là nó là chim Quảng Nam. Nhưng thực tế các bác cầm con chim Quảng Nam, các bác chưa biết được con chim Quảng Nam vùng nào cả. Và các bác chỉ nghe giọng mà mới bổi về lua dài cái là bảo Quảng Nam, không phải đâu. Các bác nhá, đã sai lầm. Đấy, cho nên là cái bộ dạng của vùng miền nó sẽ khác nhau. Và thông thường đó là bộ lông của chim Quảng Nam thì nó sẽ là ống chim hơn, mỏng lông và lông bụng sẽ có màu trắng rất nhiều. Đó là thông thường như thế. Tất nhiên thì nó vẫn có chim gọi là nó xen kẽ nhau và nó có màu này màu kia. Nhưng đại đa số là nó như vậy. Các bác nhé. Cho nên các bác đừng có sai lầm và mua chim những con chim công mạng mà báo cáo là chim Quảng Nam để bán giá cao. Và các bác mua phải không đúng. Đấy, cho nên là một số ví dụ chim ở trên Kon Tum, Đắk Lắk giọng rất là tốt nhưng mà chưa chắc là phải Quảng Nam. Đấy, một số ông là bán chim là hay lấy về sau đó để bảo là chim Quảng Nam, cái đó không phải, các bác nhá. Tại Tây Nguyễn, chim thường xuyên vô mái hoặc líu khi theo anh già nó có con thì nó líu, có con thì nó đấu là nó sao anh? Thông thường đây là những con chim mà nó chưa được thuần hóa nhiều, thông thường như thế và nó phải là trên dưới một năm. Nhưng thông thường đây là những con chim có tố chất, bác Tại Tây Nguyễn nhá, đây là và bác nuôi nó còn yếu lửa, vâng ạ. Nhưng mà có một nhược điểm của con chim đấy là dạng nó thuộc dạng chim ngó mặt nó chơi và nó không có độ đỉnh cao. Vẫn biết là những con chim hay nhưng mà nó không có độ đỉnh cao, bác Tài Thiên Nguyễn nhá. Chim khôn nhà chợ toàn chim má trắng lên phải không anh? Không phải bác Nguyễn Long ơi, tất nhiên thì những con chim má trắng lên thì vẫn có những con chim hay, nó vẫn có nhưng mà xác suất nó ít chứ không phải là 100% như thế bác ạ. Em chỉ cách khắc phục con chim cắn nan, cảm ơn em. Con chim cắn nan thì hầu như là không có cách trị đâu bác Lê Tuấn nhá, hầu như là không có chị. Đấy, tại vì sao? Đây là tập tính của con chim, khi thi đấu nó bu trục hoặc nó sục chim thì nó tức lên nó chắc cắn, và đây là tính nết và không thể khắc phục được. Bác Lê Tuấn ạ. Lê Quang, anh chỉ em cách chim sợ nước không tắm à? Những con chim sợ nước không tắm này không phải là chỉ cách chị đâu bác Lê Quang. Thứ nhất là con chim bác còn yếu lửa, thấy chưa? Nó hay nằm ở những con mộc dở, và còn yếu lửa. Đặc biệt những con chim thay lông và vừa mới xong cũng vậy, nó hay bỏ tắm và bác cứ nuôi bình thường. Con chim khi nó đạt lửa tự động nó tắm, bác Lê Quang nhá, không có lo vấn đề này. Dạ, nhà chim tắm nước máy thì các bác nên xả nước ra để nửa ngày cho nó hết cờ lo, tắm cho nó an toàn hơn.
an toàn nhất, tại vì trong nước máy, nước sạch gì thì cũng có clo, nó khử mà, nó phải có clo. Cho nên anh em mà tắm nước máy, anh em phải xả nước ra để một ngày hoặc ít nhất phải nửa ngày, tốt nhất để một ngày để cho nó bay clo đi rồi anh em tắm nhá. Trọng Toàn, chim lột bốt chảy máu giờ làm sao nhỉ? Những con chim đó thì bác có dầu miên ấy, bác nên bôi cây bôi lên dầu cho nó đậu. Thứ hai là các bác không nên đụng chạm nó vào cho nó nhảy nhiều, và nên chùm lồng nó bác nhá. Thứ ba là thời gian con chim mà tụt lửa rất là lâu, thời gian tụt lửa rất là lâu, có thể là cả tháng đấy, chứ không phải đơn giản đâu nhá. Anh cho hỏi tổ trà mào sinh sản đẻ một đẻ hai trứng nở một con có chắc chắn chim trống anh? Vâng, chắc chắn chim trống bác Sai Vinh nhá, chắc chắn chim trống. Và em là từ năm 92 này em đã bắt con trà mào rồi, từ năm 1992 là bắt đời bằng màu, và khi đó em cũng có thằng đi bắt chim ổ. Và em nói thẳng luôn, riêng chim chào màu không bao giờ có 4 con, cũng không bao giờ có 5 con. Đó, em nói thẳng, không bao giờ có, tại vì em bọc rất nhiều và em bắt rất nhiều ổ chào màu, không có 4 con và không có 5 con. Riêng chiếc chòe thì có, chòe than ấy là có 4 con, có 5 con, có ổ 6 con vẫn có. Nhưng riêng chào màu không bao giờ có 4 con đổ lên. Một con có, hai con vẫn có, nhưng hai con cũng ít nhá, hai con ít, thông thường là một con và ba con. Đó là thông thường. Còn hai con vẫn có nhưng ít, nhưng tuyệt đối không có 4 con 5 con. Chà mào có đẻ 5 trứng vẫn có, 6 trứng vẫn có, nhưng khi nở chỉ một con, hai con và ba con, chứ không kể cả 6 trứng vẫn không có 5 con đâu các bác nhá. Em là người vọc chà mào rất nhiều và đang từng đi bắt ổ chà mào và không có điều đó nhá. Tấn Quyền, anh cho em hỏi chim ở em thì chơi tốt, ok, không tật lỗi mà về anh em 10-15 ngày là bị lỗi, là lý do bị sao? À, cái vấn này nó rất là bình thường. Và khi mà thay chủ là con chim nó thứ nhất là thông thường thì nó bị tụt lửa, thông thường nó bị tụt lửa, nhưng mà nó ít nhiều thôi. Nhưng mà tầm 15 ngày sau là bị lỗi ấy, thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là khi di chuyển vùng miền và đổi chủ thì con chim nó sẽ bị hoảng, nó sẽ bị hoảng. Thứ hai nữa là khi mà người lạ tiếp xúc thì con chim nó khi nó hoảng thì nó sinh ra lỗi ngoái ngửa, là chuyện rất bình thường, chuyện rất bình thường. Và điều này thì chẳng phải là đâu xa, bình thường thôi. Em kể cả em tắm chim thôi nhá, các bác để ý này, khi anh em tắm chim ấy mà chỉ cần có một người lạ vào nói chuyện ngồi gần nữa thôi là con chim nó đã đủ khó tắm rồi, chứ đừng có nói tới vấn đề đó. Thế nhưng mà những vấn đề mà anh em đổi chủ mà từ 10-15 ngày con chim bị lỗi ấy, thì con chim đấy nó rất là già rừng, nhát và thuộc dạng những con chim khó tính đấy, nó thuộc dạng con chim khó tính, chứ không phải là lý do gì đâu. Lý do là con chim nó khó tính, dãy lồng và gặp người lạ nó nhảy, sinh ra lỗi ngoái ngửa, nó chuyện rất bình thường bác Tấn Quyền nhá. 4 trứng mà nở được 3 con Trần Đồng. Dạ vâng, em bắt tổ 3 con rất nhiều, 3 con 2 con, mà 2 con cũng ít, nhưng mà thông thường là số lẻ, thông thường số lẻ tức là 1 con và 3 con. Mà ổ 6 trứng em cũng thấy rồi, em bắt rất là nhiều rồi, nhưng mà để mà 4-5 con thì em chưa thấy bao giờ cả.